xin chào mọi người. Hôm nay mình đi kéo lưới nha mọi người. Đây là bến cảng của đảo Nam Du nha mọi người. Thấy buổi sáng này không? 6 giờ nha mọi người. Thank you.
sao anh đưa thùng anh không không. Bây giờ mình mua xong mình cần cái gì nữa không?